Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung bộ phim Đấu La Đại Lục. Ở tập trước, Đường Tam đã bị cuốn vào trong lĩnh vực của ám ma tà thần hổ. Đầu óc hắn bị thứ gì đó làm cho choáng váng, hồn lực và tinh thần lực càng lúc càng suy yếu. Hắn thắc mắc, không biết đây rốt cuộc là lĩnh vực kiểu gì. Vậy nhưng thay vì nhân lúc nam chính choáng váng để giải chiều kết liễu, thì ám ma tà thần hổ lại chỉ đứng yên quan sát, há miệng gầm lên một tiếng. Cơ thể Đường Tam giống như được trẻ lại, hồn hoàn của Hạo Thiên Truy tự dưng biến mất, cơ thể hắn quay trở lại năm 12 tuổi. Lẽ nào đây là kỹ năng nghịch chuyển thời không của ám ma tà thần hổ? Thời gian đếm ngược nhanh chóng kết thúc, con hồn thú kia lập tức ngưng tụ ra chiêu thức tấn công. Đường Tam ngừng tụ ra một tầng làm ngân tù lùng che chắn, đồng thời sử dụng bát chu màu ngăn cản. Vậy nhưng vẫn bị công kích của đối thủ đánh trúng. Có lẽ là vì chưa thích ứng với cơ thể 12 tuổi nên sử dụng chiêu thức còn chưa quá mượt. Đối thủ tiếp tục tấn công, Đường Tam lập tức sử dụng quỷ ảnh mê tung tránh né, rồi phóng ra ám khí để hóa giải các đòn công kích. Vậy nhưng năng lực của ám ma tà thần hổ không bị ảnh hưởng chút nào. Đường Tam phải tiếp tục dựng lên một hàng phòng thủ bằng lam ngân tù lùng. Đáng tiếc là hàng phòng ngự này nhanh chóng bị xuyên thủng. Có vẻ như hồn lực hắn yếu hơn nên các kỹ năng tung ra đều không có hiệu quả. Tuy nhiên, hắn lại có ám khí. Tên kia sau khi bị ăn vài đòn ám khí vào mặt, liền tức giận. Nó biết đối thủ lần này khó chơi, cho nên tiếp tục rót lực lượng vào luân bàn. Mục đích chính là khiến thời gian tiếp tục quay lại. Đường Tam sẽ lại bị thu nhỏ thêm. Không thể để nó đạt được mục đích, hắn nhanh chóng ném ra ám khí, rồi từ cực thần quang, thành công phá đi năng lượng màu đen đang rót xuống luân bàn. Ám ma tà thần hổ tức giận, cơ thể giống như bất ổn. Đường Tam cũng không quá khả quan, cơ thể bị quay lại 5-6 tuổi. Vậy nhưng tên kia cũng bị giảm xuống tu vi, thân thể nó cũng biến nhỏ xuống. Xem ra vòng bảo hộ màu đen xung quanh là mối chốt để bảo vệ mình không bị kỹ năng thời không bị ảnh hưởng. Đáng tiếc là từ cực thần quang của hắn đã bị phá sạch rồi. Vừa dứt lời thì ám ma tà thần hổ đã lao lên tấn công. Tuy thân hình đã bé lại, vậy nhưng độ khó chơi thì vẫn y nguyên như cũ. Tiếc là đối thủ mà nó gặp phải lại là nam chính. Chỉ sau vài chiêu giao thủ, thân thể nó đã bị đóng băng lại. Lý do mà Đường Tam có thể chiến thắng là vì sử dụng ám khí chính xác. Sau đó chỉ cần ném ra ám khí đông cứng nó lại thôi. Cuối cùng là ra tay kết liễu. Tới đây thì thắng bại đã phân, lĩnh vực của ám ma tà thần hổ cũng bị phá. Đường Tam cũng thoát ra ngoài. Chuyện kế tiếp là ngồi xuống hấp thu hồn hoàn cho Hạo Thiên Trùy. Vậy nhưng vì thuộc tính của nó là hắc ám, cho nên có tính bài xích rất cao. Vừa mới hấp thu thì đã bị phản vệ. Từ trên thân thể nó bay ra một thứ gì đó, sau đó bị một con hồn thú mang đi. Trong thời gian hắn đang hấp thu thì có một con nhện gì đó đi ngang qua. Sau khi hấp thu, hồn lực của hắn tăng lên tới hơn nửa cấp 94, sức mạnh và tinh thần lực đều tăng lên. Hạo Thiên Trùy cũng có biến hóa, đáng tiếc là không xuất hiện hồn cốt. Đột nhiên một con nhân diện mai chu lao tới tấn công. Hành động này chính là tự mình đưa tới cửa. Đường Tam lập tức vung Hạo Thiên Truy tấn công, cũng vừa vặn để hắn thử kỹ năng mới. Hắn tung ra hồn kỹ thứ tư mới đánh cho nhân diện mai chu sấp mặt, chỉ một chiều đã kết liễu được đối thủ. Con nhân diện mai chu biến dị này có tu vi 5 vạn năm, hoàn toàn có thể làm hồn hoàn thứ 5 cho Hạo Thiên Truy. Ngay khi hấp thu sinh mệnh lực, hồn cốt bát chu màu liền tiến hóa, vừa hoành tráng hơn, bộ dạng cũng đẹp hơn rất nhiều. Ngoài ra còn có thêm kỹ năng thôn phệ. Hắn lập tức dùng thử, phóng ra nhiều cái chân nhện vào mấy cây gốc cây, rồi bắt đầu thôn phệ, chính xác hơn là phân giải mục tiêu. Chuyện kế tiếp mới là hấp thu hồn hoàn, hấp thu xong liền rời đi. Trước khi lên đường tới tinh đấu đại xâm lâm, Tiểu Vũ đã dặn dò nhất định phải tới thăm mặt hồ nhỏ trong xanh kia. Mà hắn cũng có ý muốn đi tế bái Thái Thản Cự Viên và Thiên Thanh Ngưu Mãng nên một đường đi tới đó. Tới đây thì tập phim đã hết rồi, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, các bạn hãy đón xem nhé. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!